Andrew Chris xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Andrew Chris trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả của tấm truyền hình VBS đến với chương trình Andrew Chris Talk Show hàng tuần. Rất là vui và cũng hân hạnh được tiếp chuyện và giới thiệu đến tất cả quý vị nữ danh ca, phải nói là an iconic Vietnamese, một idol, một thần tượng bao nhiêu năm vẫn chiếu sáng tỏa sáng trên làng nhạc của Việt Nam. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi theo dõi phần mạn đàm của nữ danh ca Mai Lê Huyền và Tuấn Châu. Một lần nữa chào chị Mai Lê Huyền và Tuấn Châu. Dạ, Mai Lê Huyền xin kính chào tất cả khán thính giả của đài VBS. Chào Andy Chris, chào Tuấn Châu. Tuấn Châu xin trở lại chào khán giả của đài truyền hình VBS. Chào Andy Chris. Ok. Chào Mai Lê Huyền. Một cái tin không quá rồi à. Yeah. Bọn em phải lên bắt chước ông anh bên em mới được. Vâng, rất là vui và cũng nói là rất là quý chị cũng như là anh Tuấn Châu, là bao nhiêu năm những gương mặt rất là thân thương sinh hoạt với nhau, và có dịp đặc biệt là vào cuối năm chúng ta sẽ chào đón là một cái mùa xuân, một mùa xuân rất đặc biệt 2020. Thì trong cái mùa xuân thì chúng ta sẽ có những cái đêm văn nghệ, đêm nhạc, cũng như là phải nói là sự gặp gỡ của những tình thương, tình yêu, tiếng hát của chị Mai Lê Huyền. Bao nhiêu năm thì chị vẫn sáng tỏa, Mỹ nó gọi là superstar, mà gọi là shining, sáng tỏa là cả một cái khung trời âm nhạc, đúng không? Thì những cái niềm vui nào cuối năm chị có thể chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả? Chị không ngờ, chị cảm ơn Andy Chris. Chị không biết tại sao mà năm nay bông nó nở dữ vậy. Trên người chị hoa nó nở mà nó tươi. Thành ra thật sự là Mai Lê Huyền cũng đi hát với Tuấn Châu ngày hôm nay. Quay qua ngó lại mà đã 20 năm rồi. Thành ra Tuấn Châu cũng nói là chị Mai Lê Huyền ơi, thôi bây giờ chị còn khỏe mạnh, chị còn xinh đẹp. Chỉ có Tuấn Châu khen thôi nhé. Âm thật sự khen, sao nói vậy. Dạ, thành ra chị em tụi mình nên làm một cái gì cho vui trong năm nay, đi một tour. Nhưng mà phải có cái bàn tay magic của Andy Chris nhập vô để mà ba chị em tụi mình đi một tour kỷ niệm, rồi chị về mà nếu còn khỏe thì tính sau, còn không thì mình retire. Nhưng mà cái chủ trương của chị Mai Lê Huyền đó là có chết đi đầu thai lại vẫn làm ca sĩ Mai Lê Huyền. Vâng, cũng kể hát tiếp. Cũng sẽ hát nữa. Wow. Mà chừng đó kiếm một Tuấn Châu đơ cũng khó hơn nha. Wow, hôm nay Andy Chris mới nghe được là Tuấn Châu đơ. Đơ đây phải là đơ ra nha. Đơ đây mà tiếng number two là two đấy. Number two, number two. Vâng, Tuấn Châu có những cái điều nào gọi là vào mùa xuân thì cho tất cả các bạn mình là bật mí chút xíu nào. Cảm ơn Andy rất là nhiều. Như trở lại với chương trình này lần thứ hai thì như Tuấn Châu nói, đây là kỷ niệm 20 năm của Tuấn Châu Mai Lê Huyền. Mà vừa rồi hát ở chương trình Harley Quinn đó thì có Andy Quyết. Thì mấy anh em mới ngồi lại nói chuyện với nhau, 20 năm hả Tuấn Châu? Vậy thì mình làm đi chứ. Thì từ đó thì cái suy nghĩ của Tuấn Châu, chị Mai Lê Huyền cùng với Andy thì có thể mình đi nhiều tiểu bang để trước khi chị Huyền mỗi cẳng, mười năm sau, năm sau mỗi cẳng thì có một cái kỷ niệm, có đi, bao nhiêu 90 năm cuộc có đời, có một cái kỷ niệm đi bao nhiêu show trong một năm nay đi để đến với khán giả, mình giữ lại những hình ảnh đẹp cho quý vị, cho khán giả. Thành ra trước hết là vào ngày 10 tháng 1 ở Sacramento, ngày 10 tháng 1 Sacramento, ngày 8 tháng 2 ở San Diego, ngày 28 tháng 2 ở Arizona. Đây là ba show đã xong rồi. Đã show thì bắt đầu mình sẽ liên lạc tiếp, anh đi sẽ cùng với Tuấn Châu liên hệ với những người bạn, những người thân hữu của Tuấn Châu cũng Andy Quyết, hoặc là chị Mai Lê Huyền có thể gọi cho ba chị em chúng tôi để làm những cái kỷ niệm của các tiểu bang. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đây là kỷ niệm 20 năm. Rất là khó lắm anh đi. Vâng. Hả? Khó lắm chứ, bình thường quá. Bình thường quay qua quay lại cái chị Huyền nói hồi mới gặp, nói Châu
em hát với chị 10, 15 năm nữa thôi. Thì bây giờ quay qua 20 năm mà mới sinh thêm được 10 năm nữa rồi. Vâng. Em mới sinh thêm nữa. Mới sinh rồi trả rồi. Sinh 20 năm chứ 10 năm. 10 năm thôi đủ rồi. Vâng, dạ. Khi mà nói đến một cái con số đó thì mình không thể nào mà mình tưởng tượng được, tại vì cái thời gian nó gọi là Mỹ nó gọi là time flown. Khi dạ. nó trôi qua mình không có thể nào mà trở lại được. Nhưng mà cái điều rất là vui đó là sao là dù thời gian 20 năm qua nhưng mà nhìn chị gọi là cái appearance của chị, ok, gọi là cái phong độ, phong cách trình diễn của chị real vẫn It's real. Nhiều người, okay. Nhiều người cứ gặp em cho anh một cái tin này thật right. sự em rất là kính phục chị Mai Lê Quyền và cùng với lại cộng đồng, nếu mà thương những chú lính gì nha right. những anh lính, chú lính có thể thương chị Mai Lê Quyền. Việt Nam đã book chị Quyền cùng với Tuấn Châu right. đi một tour right. cách mười mấy show right. mà chị Quyền không đi à. Chị Quyền không đi, các nghệ sĩ khác đi chứ chị Quyền không đi mà right. thật sự nếu mà chị Quyền đi á là cái thần tượng anh right. biết là chị yeah. Mai Lê Quyền rất là mạnh right. mà 15 show đi từ Bắc từ Nam right. và ra Bắc right. mà chị Quyền không đi thì quý khán giả, những người trong Việt Nam Cộng hòa của mình Huyền. Yêu Mai Lê Quyền right. thương và right. nể kính trọng chị Mai Lê Quyền như Tuấn Châu right. kính trọng chị Mai Lê Quyền, dù như thế nào tiền rất là cao vâng. chị Quyền không đi vâng. em rất là bái phục, bái phục vâng. sư phụ. Thank you hoa ra mắng. Vâng, những cái show mà chị Mai Lê Quyền đi trình diễn đó thì Ed Chris cũng có một vài lần xem ở trên video và là yeah. truyền hình cũng như là những cái poster đó thì đúng chị quá thật đó là chị rất là loyalty, tức là mình có một cái tinh thần yeah. một cái tinh thần yêu người lính, yêu cái màu áo và một thời vang bóng với là anh Hùng Cường với lại những cái bài nhạc 100%, xong rồi lính dù lên điểm, anh là lính ra tiền vân vân, thì phải nói là vâng thì cái đó là một cái tình cảm phải nói là trân quý của chị, một cái người nghệ sĩ mà đứng trên sân khấu trên 50 năm, 60 năm, 70 năm vẫn còn hát những cái thể nhạc đó, thì em nghĩ là ok, đây không thể nào mà gọi là quý vị khán giả khắp mọi nơi mà có thể mà phụ lòng mà không đến xem gọi là cái show của chị khắp mọi nơi đúng không? Xem Mai Lê Quyền, Mai Lê Quyền ta đồn có đúng hay không? Vâng. Nhiều người cứ hỏi, trời ơi chị sửa sắc đẹp ở đâu mà đẹp quá vâng. nhưng mà vâng. it's real man. Vâng. Chính là cái em gì đó em không hỏi. Ok, nhưng mà nói thật đó. Vâng. Có những lúc mà Mai Lê Huyền bệnh thật bệnh, vâng. ngồi không nổi. Vâng. Nhưng khi mà tất cả những người lính mà tổ chức để làm vinh danh cho lính vâng. hay là mấy cái ngày mà thương phế binh vâng. rồi là Mai Lê Huyền điều dưỡng hết. Vâng. Mai Lê Huyền nghĩ là những cái đó là những cái mà mình làm được, mình vâng. phải nên làm. Mình phải nên làm. Nhưng mà chỉ có trừ khi những lúc mà mình bệnh quá vâng. hay là mình kẹt cái gì quá thì phải chịu thôi. Vâng. Vâng. Vì vậy cho nên mấy anh lính đó ngày xưa đó thích Mai Lê Huyền như thế nào, bây giờ phải lợi nhìn lại Mai Lê Huyền vâng. để coi Mai Lê Huyền ra làm sao vâng. em gái của lính. Vâng, vâng. em nghĩ là tất cả các bác, các chú và cũng như là tất cả các anh lính mà bao nhiêu năm mà ái mộ chị thì không thể nào mà yeah. là vắng mặt trong những cái show của chị đi tour đúng không? Và đặc biệt là tại xứ Mỹ thì quý vị cũng biết là nó 50 tiểu bang nó rất là lớn, cho nên ít có dịp mà có thể cũng như là nhau. Gặp được một người nghệ sĩ mà bằng xương yeah. bằng thịt đúng không? Yeah. Thì 50 tiểu bang xứ Mỹ là 50 quốc gia, nhưng mà chắc chắn chị Mai Lê Quyền và phải là anh ca sĩ tài ba này phải không? Mình nói chuyện mình rất là ganh đây. Okay, đó là anh Tuấn Châu. Okay. Phải nói là một tiếng hát phải nói là rất là vũ bão. Okay. Mạnh hay và truyền cảm mình không có bảo. Thì hát ở đâu là hốt hết. Ok, hốt tất cả những có hát mà bảo nó nói như vậy đó thì gọi là quý vị khán giả sẽ có thể mà ấn tượng đây là một tiếng hát rất là powerful. Dạ, Mỹ nó gọi là dạ, powerful đúng không rồi. Thì những cái show mà chị cũng như là Tuấn Châu mà sắp sửa trình diễn ở khắp mọi tiểu bang đó dạ. thì đây là cái dịp mà phải là mong tất cả các chú các bác cũng như là các người đã yêu ái những tiếng hát 100% dạ. Chính lính dù lên điểm xong rồi tình yêu và thủy thủ vân vân đó thì những cái bài nhạc đó sẽ phải đến dạ, nghe đúng chị rồi. Đúng mà không? Trước tiên đó là Mai Lê Huyền sẽ đến Sacramento vâng, dạ. Vào ngày 10 vâng. tháng 1 vâng. đó, mà Mai Lê Huyền rất mong lại gặp lại quý vị.
đừng có nghĩ là Mai Lệ Huyền gặp lại mấy ông lính không, mấy bà vợ của mấy ông lính còn yêu Mai Lệ Huyền nhiều hơn là ủa mấy sao ông lính. Dạ. Sao em nghe em hơi ghen nha, tại sao chị được nhiều người yêu thế mà. Chị Huyền cũng như là cái cô ca sĩ Vicky Võ nè. Vicky Võ nói trời anh Tuấn Châu, trời em có một cái trong cái chương trình của anh Tuấn Châu, chị Mai Lệ Huyền, Annie Quist, trời ba má em nghe cái poster này á, chương trình lên Sacramento á, trời rất là hao hức muốn gặp được chị Mai Lệ Huyền, tại vì ba Vicky Võ là lính mà. Vâng, là thành ra quý khán giả, những người lính, những chú lính của Việt Nam Cộng Hòa mình nên đến xin ủng hộ Mai Lệ Huyền cùng với Tuấn Châu, Annie Quist trong những cái chương trình sắp đến đây. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin quý vị khán giả có thể gọi Tuấn Châu, gọi Annie Quist cũng được, để Tuấn Châu chỉ cái chỗ để lấy vé. Xin cảm ơn rất nhiều. Trở lại vấn đề mà sinh hoạt văn nghệ thì biết là Tuấn Châu đó thì không phải là hồi nãy mình nói là mình ghen là tại vì sao anh đa tài lắm. Anh Tuấn Châu anh hát không phải là chỉ có là nhạc kích động nhạc không đâu, nhưng mà còn có tân cổ giao duyên rồi cải lương vân 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 rap vân hát xong rồi đó vẫn còn rap còn rap nữa. Okay. Cho nên cái tiết mục của nó thì phải nói là nó combination, tức là nó sẽ tổng quát, nó có nhiều cái dạng thái, nó rất là đa dạng. Nhưng mà khoan, Mai Lệ Huyền xin xì tót vô một cái. Vâng, mời chị. Là vì nếu không có Du đó, với cái cô mà vũ bụng mà của của ballet của Ballet Dance của Ấn Độ. Trời cũng ơi, quá hăng sảy. Tiếng Châu cùng Mai Lệ Huyền không quá hăng. Cái đó là hấp dẫn, nghĩa là trong một cái show nghĩa là rất là hấp dẫn.